Thưa quý vị và các bạn, khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn Kỳ Thượng có diện tích tự nhiên lớn lên tới gần 15.600 ha, trải rộng trên địa bàn 5 xã, khu vực đồi núi phía Bắc của thành phố Hạ Long là Đồng Sơn Kỳ Thượng, Đồng Lâm, Vũ Oai và Hòa Bình. Nơi đây được ví như lá phổi xanh của Quảng Ninh, có những giá trị to lớn về đa dạng sinh học và giàu tiềm năng cho phát triển du lịch sinh thái với vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên kỳ thú. Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn Kỳ Thượng là khu vực điển hình của hệ sinh thái rừng kín, lá rộng, thường xanh, núi thấp, có diện tích rừng tự nhiên tập trung lớn với độ che phủ đạt trên 95% và phong phú các loài động thực vật rừng. Các nghiên cứu về thực vật cho thấy rừng nơi đây khá đa dạng về thực vật, với 1.282 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 729 chi và 184 họ, trong đó có các loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam như rổi ba, rổi nhung, rổi thơm, rẻ đen, lát hoa, sao hòn gai, xến mật, trầm hương, bạc kích. Bên cạnh đó, trong khu bảo tồn cũng có nhiều loài cây thuốc quý hiếm với 428 loài cây thuốc mọc tự nhiên thuộc 330 chi, 125 họ khác nhau. Động vật trong khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn Kỳ Thượng có 921 loài thuộc 79 họ và 57 bộ của 13 lớp động vật, gồm 63 loài thú, 141 loài chim, 55 loài bò sát, 16 loài ếch nhái, 574 loài côn trùng, 2 loài ốc cạn, 12 loài cá, 26 loài động vật không xương sống nước ngọt, 31 loài động vật phù du. Trong số các loài thú, có 30 loài động vật quý hiếm và bị đe dọa, có tên trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ của IUCN như sơn dương, gấu ngựa, khỉ mặt đỏ, vọc xám, cáo lửa, cầy gấm, cầy vằn bắc, báo lửa, sóc bay châu. Để xét về cái hiện trạng hiện tại và những tác động của Đồng Sơn Kỳ Thượng ảnh hưởng cho cái việc suy giảm các cái nguồn tài nguyên động vật cũng như là nói chung và các loài thú nói riêng, đó là các cái việc là săn bắn bẫy bắt, đây là của người dân địa phương, vì đây là thói quen cũng như là văn hóa của người bản địa, chính quyền địa phương cần có những cái hình thức tuyên truyền sâu hơn nữa, tuyên truyền rộng hơn nữa để cho người dân có thể nắm bắt được những cái hiểu biết của mình về các cái loài động vật ở quanh cái khu vực sinh sống. Bên cạnh đấy là các cái chế tài, thì hiện tại các cái chế tài nhà nước cũng đã có những cái văn bản quy định rất rõ ràng, đó là nghị định 84 và nghị định 64. Thì tất cả những các loài động vật, trong đó có các loài thú được quy định ở trong các cái nghị định này, thì đều là những cái chế tài mà khi người dân mà vi phạm thì có thể để áp dụng vào cái việc là xử phạt hành chính hay là truy cứu trách nhiệm hình sự. Khu bảo tồn hiện có 28 loài thực vật có mạch, 3 loài thú, 12 loài chim và 13 loài bò sát, 2 loài ếch nhái, 1 loài cá nước ngọt nằm trong sách đỏ của IUCN. Đặc biệt, nằm trong hệ động vật phong phú, khu bảo tồn có 2 loài đặc hữu là loài thằn lằn cá sấu và cá cóc Việt Nam. Trong đó, loài cá cóc Việt Nam được phát hiện tại khu bảo tồn từ năm 2007 là loài có tên trong sách đỏ Việt Nam và danh lục đỏ IUCN 2006-2007. Hai loài này ở nước ta hiện chỉ phân bố ở một số tỉnh Đông Bắc như Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Riêng ở Quảng Ninh chỉ có ở khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn Kỳ Thượng và khu rừng quốc gia Yên Tử. Con thằn lằn cá sấu. Ở đây là người dân ở đây là không ai săn bắt. Chỉ có những người ở từ địa phương khác về đây người ta hay săn bắt để bán. Như mấy năm trước thì đi vẫn còn gặp như con thằn lằn cá sấu kia, nhưng mà mấy năm gần đây đi là rất là ít gặp được. Đấy. Nói chung là nó hơi hiếm rồi. Cá cóc thì hiện tại như vẫn còn, kể cả những người dân thỉnh thoảng có đi suối thì vẫn còn gặp có. Chúng tôi đã ghi nhận khoảng hơn 500 loài các loài côn trùng khác nhau thuộc các nhóm cánh cứng, cánh màng, cánh vảy. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận một số loài côn trùng đặc hữu quý hiếm của khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn Kỳ Thượng mà được ghi nhận trong sách đỏ của Việt Nam, ví dụ là các loài bướm phượng, như thể là loài bướm phượng cánh chim chấm liền và chấm rời. Bên cạnh đó thì một số loài thuộc họ bộ cánh cứng như là các loài kẹp kìm và các loài côn trùng họ bông. Và đặc biệt tại khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn Kỳ Thượng thì chúng tôi đã ghi nhận một loài côn trùng đặc hữu của Việt Nam là loài bọ hung trắng thuộc giống Siphogyrus tomkinensis, và hiện nay thì cái loài côn trùng này được ghi nhận
chỉ ở các khu vực rừng ở phía đông bắc của Việt Nam, bao gồm các tỉnh như là Lạng Sơn, Bắc Giang và khu vực rừng Đồng Sơn Kỳ Thượng và rừng Yên Tử của tỉnh Quảng Ninh. Quá trình quan sát thì chúng tôi thấy là các sinh cảnh và các khu rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn Kỳ Thượng thì phần lớn là rừng đang phục hồi, và cái khu vực mà rừng già thì nó còn khá là ít. Do vậy thì là cái các loài côn trùng đa dạng nó không được tốt so với các khu vực nghiên cứu khác như là vườn quốc gia Phía Bắc Phía Đén hoặc là vườn quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai. Do vậy là chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian sắp tới cái kế hoạch cũng như là các cái chính sách bảo tồn nó được phát triển hơn và sâu rộng hơn. Đối với các nhóm thủy sinh vật cũng vậy, thì cũng có số lượng phong phú, bao gồm các thành phần như là cá. Bên cạnh đó thì có các loài tôm cua. Tôm cua ở đây thì có cái mức độ đặc hữu rất cao. Thì chúng tôi đã ghi nhận được ít nhất là 3 loài tôm và ít nhất là 3 loài cua ở khu vực này. Đây là những cái dữ liệu đầu tiên cho khu vực Đồng Sơn Kỳ Thượng. Vì từ trước đến nay thì do điều kiện công tác nghiên cứu chúng ta cũng chưa triển khai được một cách toàn diện. Nhiều nhóm nghiên cứu còn nhiều đối tượng còn bị bỏ sót, như là các nhóm động vật không xương sống bao gồm tôm cua thì cũng chưa có dữ liệu, cũng như là có khả năng rất cao là các ghi nhận mới cho Việt Nam, cũng như là hứa hẹn là cũng là các loài mới cho khoa học. Nhóm ốc cạn ở đây cũng chưa được nghiên cứu nhiều, và chúng tôi cũng sơ bộ xác định được khoảng 15 loài. Mang trong mình những giá trị đa dạng sinh học cao, vì vậy nhiệm vụ trọng tâm mang tính sống còn đối với khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn Kỳ Thượng là công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn nạn xâm hại rừng. Thời gian qua, khu bảo tồn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các ngành, các cấp, sự phối kết hợp với lực lượng kiểm lâm, quân đội, công an, dân quân tự vệ, cộng đồng địa phương ngày càng chặt chẽ hơn, nên đã kịp thời giải quyết tình hình vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, cơ bản giữ ổn định về diện tích các trạng thái rừng, duy trì và thúc đẩy tiến trình phục hồi tự nhiên của các hệ sinh thái, không làm suy giảm đa dạng sinh học, tăng khả năng bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng đối với quản lý sử dụng bền vững rừng. Tuy vậy, việc bảo vệ bền vững các hệ sinh thái và giá trị đa dạng sinh học của khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn Kỳ Thượng hiện nay vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Từ cơ sở hạ tầng và trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu quản lý bảo vệ trong giai đoạn mới, cho tới năng lực của đội ngũ nhân lực và những sức ép khác. Cái áp lực chủ yếu ở đây là lên đến các cái đối tượng động vật đang bị theo chúng tôi là đang bị khai thác khá là nhiều. Bà con thì vẫn vào rừng săn bắt các cái loại thú cho phục vụ cho các cái bữa ăn hàng ngày, hoặc cũng có thể là sử dụng làm sinh vật cảnh, hoặc là cũng có thể là đem bán. Chúng ta cũng phải thừa nhận rằng mặc dù có cái cố gắng rất cao của chính quyền địa phương cũng như là khu bảo tồn nhằm thực hiện các hoạt động tuần tra giám sát bảo vệ rừng, tuy nhiên rằng thì chúng tôi cũng thấy rằng chúng ta cũng có cái sự giới hạn nhất định về nhân lực cũng như là thời gian để chúng ta có thể kiểm soát một khu vực rộng lớn của Đồng Sơn Kỳ Thượng, ước tính là lên khoảng hơn 50.000 hectare. Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn Kỳ Thượng có diện tích rộng lớn, địa bàn vùng cao, sâu xa, đi lại vô cùng khó khăn, có nhiều cửa ngõ vào rừng. Nơi đây tiếp giáp với 29 thôn bản, trong phạm vi khu bảo tồn có 9 bản với trên 350 hộ gia đình, gồm hơn 2.000 người thuộc 4 dân tộc sinh sống, trong đó người Dao chiếm tới 97%. Đa phần đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ nhận thức còn hạn chế, đời sống khó khăn, phụ thuộc nhiều vào khai thác trực tiếp nguồn tài nguyên rừng. Thực trạng người dân trong khu vực thiếu sinh kế, đất sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần còn nhiều hạn chế cũng là những áp lực lớn cho khu bảo tồn. Đó là nguy cơ về tình trạng khai thác lâm sản trái pháp luật, lấn chiếm đất rừng đặc dụng để sản xuất. Chính vì vậy, để bảo vệ rừng, ngoài quyết tâm cao của lực lượng chuyên trách thì cần có sự phối hợp tham gia bảo vệ rừng của người dân trong khu vực. Đối với lại rừng bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn Kỳ Thượng ấy, thì hiện nay thì cũng được các cán bộ kiểm lâm phụ trách và quản lý địa bàn và tổ công tác tuần tra kiểm tra bảo vệ rừng Đồng Sơn Kỳ Thượng thường xuyên phối hợp với lại cán bộ thôn và cán bộ xã tổ chức các lớp mở các hội nghị để tuyên truyền cho người dân nắm bắt cái thông tin về công tác quản lý bảo vệ rừng. Tinh thần tư tưởng của người dân rất có chí hướng là bảo vệ rừng và giữ rừng để tạo cái nguồn sinh thủy,
và phát triển môi trường rừng để có không khí trong lành, và từ đó thì để tạo các nền tảng có những cái diện tích đất rừng tự nhiên và để áp dụng và phát triển du lịch sinh thái, mang lại cái sự phát triển kinh tế cho bà con nhân dân ở. Nhắc đến khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn Kỳ Thượng, bên cạnh giá trị đa dạng sinh học với nhiều loài động thực vật quý hiếm, thì vẻ đẹp cảnh quan cũng là một giá trị rất đặc sắc. Nơi đây, các cánh rừng tự nhiên xanh tươi được đan xen bởi hàng trăm khe suối, thác nước hùng vĩ, tạo thành bức tranh sơn thủy hữu tình, làm say đắm lòng người. Đi bộ dưới những tán cây rừng, lắng nghe tiếng chim hót, tiếng suối reo, vượt đèo, băng thác, chinh phục đỉnh Thiên Sơn, đỉnh cao nhất của khu bảo tồn, ở độ cao 1.096m so với mực nước biển, hay khám phá những đỉnh cao mây phủ trên dưới 1.000m như Khe Ru, Đèo Kinh, Đồng Trà, Am Váp là những hành trình đầy ấn tượng với những người làm nghiên cứu khoa học cũng như du khách ưa thích khám phá, chinh phục, thử thách thiên nhiên. Với vẻ đẹp cảnh quan hoang sơ, giàu tiềm năng, khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn Kỳ Thượng được kỳ vọng là mảnh đất màu mỡ cho phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch mạo hiểm, có sự kết nối với di sản thế giới Vịnh Hạ Long, nhất là khi xu hướng du lịch trải nghiệm, khám phá thiên nhiên ngày càng được nhiều du khách ưa chuộng hơn. Thời gian gần đây, một số mô hình du lịch khai thác vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, vốn chiếm đa số ở các xã trong phạm vi khu bảo tồn, cũng bắt đầu mở ra, đáp ứng nhu cầu du khách. Tuy nhiên, việc gia tăng số lượng khách du lịch tự phát lại là nguy cơ xâm hại các giá trị của khu bảo tồn nếu không được tổ chức, quản lý tốt. Nơi đây có cái hệ sinh thái rất chi là đẹp với cái sự đa dạng sinh học cao, đồng thời cùng với cái bản sắc về văn hóa của người dân bản địa nơi đây cũng khá là độc đáo. Nếu mà chúng ta phát triển du lịch ấy, thì nó cũng hứa hẹn là cải thiện cái đời sống của bà con, có phần nâng cao cái sinh kế cũng như là giảm áp lực lên việc khai thác tài nguyên rừng. Tuy nhiên du lịch thì theo tôi cũng chỉ là một cái khía cạnh. Bên cạnh khía cạnh du lịch, chúng ta cũng cần phải phát triển các cái khía cạnh khác nữa, như là mặc dù chúng ta trồng rừng nhưng là với cái đối tượng của chúng ta còn khá là hạn chế, tập trung vào các đối tượng như là keo, quế. Và tuy nhiên chúng ta cần phải nâng cao các cái tiềm năng hơn nữa. Nếu mà chúng ta phát triển các cái sản xuất nông nghiệp ấy, thì chúng ta có thể gia tăng các cái đối tượng khác cũng như là gia tăng cái đầu tư về nghiên cứu để tăng hiệu quả sản xuất của bà con, chứ không nên chúng ta tập trung quá nhiều vào cái việc mở rộng diện tích hay là trồng chỉ các cái một vài đối tượng nhất định. Với cương vị là vai trò một người bí thư chi bộ trưởng thôn thì cũng luôn tuyên truyền cho bà con nhân dân giữ rừng và bám vào những cái diện tích đất rừng của thiên nhiên này, để tới đây có một cái định hướng sẽ mời các nhà đầu tư doanh nghiệp vào để phát triển những cái khu vực diện tích đất rừng này, để mở ra những cái tuyến tour trải nghiệm lên tham quan rừng và trải nghiệm những cái cảnh quan thiên nhiên ở trong cái diện tích đất rừng đấy, để mang lại cái kinh tế, tạo cái nền tảng phát triển cho người dân cũng như du khách đến, là để có những cái hàng hóa nông sản của người dân thì du khách sẽ được mua về, và người dân sẽ từ những cái sản phẩm nông sản như là trồng có khoai sọ nương và cây lúa, gạo và ngô và con gà con lợn thì được đưa ra thị trường. Qua tìm hiểu được biết, năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đồng Sơn Kỳ Thượng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, mục tiêu chung của phương án này chính là xã hội hóa, thực hiện đồng bộ hoạt động bảo tồn các hệ sinh thái rừng hiện có, bảo tồn nguồn gen đặc hữu, quý hiếm và tính đa dạng sinh học của rừng. Bên cạnh đó, khai thác lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên rừng, giá trị di tích lịch sử, văn hóa địa phương và các nguồn lực để phát triển du lịch, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân trong vùng. Mong rằng, đề án phát triển khu du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn Kỳ Thượng sẽ sớm được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt để đơn vị có thể đưa phương án quản lý rừng bền vững đi vào thực hiện. Qua đó, không chỉ bảo tồn tốt các giá trị của rừng mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững trật tự xã hội và an ninh quốc phòng địa phương.